Bạch sư cho con hỏi, vì sao có giới không ăn xá giờ và quả cũng như nghiệp khi giữ giới này? Giới không ăn xá giờ á, nằm trong cái phần giới thuộc về phạm hạnh, tức là giới thuộc về khía cạnh ly dục. Ba cái giới sau á, trong tám giới cộng với cái giới không hành dâm thì nó thuộc về cái giới thuộc phạm vi của phạm hạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta thực hành những giới này mang ý nghĩa là chúng ta ly dục, và như vậy đó được cái phước là chúng ta được cái phước là ly dục, và nó sẽ cho quả báo là chúng ta sẽ sanh về các cảnh giới cao hơn. Ví dụ nếu như mà quý vị muốn đi cao hơn cái cõi đau lợi đó nha, quý vị hành năm giới thì quý vị chỉ lên được tới đau lợi thôi, mà quý vị muốn lên nữa, ví dụ như dạ ma, đau xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, quý vị muốn lên các cái cõi trời cao hơn là phải giữ tám giới thì mới lên được. Bởi vì những cái cảnh giới cao thì nó càng ngày nó càng lìa các dục, cho nên là nó giúp cho quý vị tái sanh vào các cảnh giới cao cấp hơn. Và đương nhiên ở các cảnh giới cao cấp hơn thì cái sự an lạc á, nó cao cấp hơn rất là nhiều cái cõi ở dưới. Hoặc là quý vị sẽ thấy là nó giống như cái con, ví dụ như con heo á, ở trong cái chuồng heo thì nó rất là khoái cái chuyện mà ăn cám heo, rồi nằm lăn ra ngủ, lăn ra sình, hôi rình, nó nằm lăn ra ngủ, nó cảm thấy nó vậy là nó an lạc rồi. Thì mình gớm cái đó, mình thấy cái cõi người mình nó an lạc, nó hơn xa cái chuồng heo. Thì như thế nào thì chư thiên bậc cao nhìn xuống bậc thấp cũng thấy y chang vậy. Cho nên là sự an lạc á, nó thù thắng hơn rất là nhiều. Mà muốn được như thế quý vị phải giữ tám giới. Rồi việc giữ tám giới á, là nền tảng gần như là bắt buộc để quý vị thực hành tứ niệm xứ đi đến sự chứng đắc ngay trong đời này.